chung thịt hộp với ai nhỉ? Đi đường xa, các cháu đã chuẩn bị chu đáo chưa? Rất chu đáo ạ. Cô kia yên tâm, chúng cháu là lính mà. Chúng cháu là lính cô ạ. Là lính à? Lính lo ít, người khác lo cho lính nhiều đấy các cháu ạ. Vâng. Bác ơi, cho cháu xin một con tem nhé. Được, được. Các cháu cứ viết đi, vài dòng cũng được. Xin cảm ơn tất cả. Bây giờ xin mời các cụ, các bác, các anh, các chị và các cháu giãn ra hộ để đơn vị chúng tôi tiếp tục hành quân ạ. Các đồng chí bê trưởng, kiểm tra quân số. Cô cho cháu xin con tem 12 xu ạ. Chắc lúc nãy cô cũng ở chỗ. Thế cháu cũng ở đấy à? Dạ. Có được nhiều thư không cháu? Chỉ có mỗi một lá, mà cũng chỉ nhận được lá thư rơi thôi ạ. Thế đưa cô xem nào. Đây ạ. Mẹ đừng lo, chúng con đi ô tô quân sự chứ không phải đi bộ đâu. Vào chiến trường con sẽ viết nhiều thư hơn cho mẹ. Cháu có vội lắm không? Dạ không ạ. Giúp cô một tay nhé. Vâng. Bao nhiêu là thư đây này? Thế nhà cháu ở đâu? Dạ. Cháu ở khu tập thể bờ sông ạ. Thế à? Thế gần nhà cô đấy. Lát nữa cô cháu mình cùng về cho vui nhé. Nhưng cháu đi bộ ạ. Thì cô cháu mình đèo nhau chứ sao? Vâng. Đi cháu. Đưa cô nào. Thái nhà cô đấy. Hồi ở nhà lớn tướng mà còn chơi súng cao su. Nghịch như quỷ ấy.
có vậy thôi. Cô cho mình ăn cơm đi. Thế mà cô bảo có vậy thôi. Cô cứ làm như cháu là khách. Nào thì khách. Không gì buồn bằng ăn cơm một mình. Nhưng rồi cũng quen đi. Vui mới quen được, chứ mấy ai quen được buồn hả cô? Cháu nói cứ như bà cụ non ấy. Chẳng bù với thằng Thái nhà cô. Ăn đi cháu. Hồi ở nhà nó cứ rủ cô, mẹ với con ăn cơm Thi đi. Loáng cái nó đã hết một bát cơm. Còn cô thì cứ chậm chạp thế này. Đến khi cô xới thêm được nửa bát nữa thì nó đã lăn ra giường kêu toáng lên. Mẹ chơi ăn gian, còn no quá. Còn với cái, Hải đi đâu mà đứng đây thế này? An bảo đến nhà ai đã đến chưa? An đến rồi. Bây giờ An về nhà. Bác Bình có nhà không? Không, à có. Thế bác Bình không đi làm à? Sao lại không? Có chứ. A này, người ta nhuộm giấy thế kia để làm gì ấy nhỉ? Hải không biết thật à? Thật đấy. Con trai Hà Nội mà hỏi thế, người ta cười cho đấy. Không biết thì hỏi chứ làm sao mà cười. An không muốn nói chuyện với Hải thì thôi. Khuya rồi đấy bố ạ. Ồ nhỉ, đã gần 12 giờ rồi kìa. Hôm nay ngày 26 tháng 4 ta phải không con? Vâng, đúng đấy ạ. Thế thì hay quá. Dỗ mẹ con đúng vào ngày chủ nhật. Bố ơi, ngày trước mẹ đợi bố bao nhiêu năm?
Tính đến ngày cưới là 7 năm, thiếu một tháng con ạ. Cưới xong, bố lại ra đi một mạch 4 năm liền. 11 năm. Hay nhỉ? Thế bố có hay viết thư cho mẹ không? Không. Hồi ấy việc thư từ khó khăn lắm. Có lần bố hỏi mẹ, vì sao mẹ có thể chờ đợi bố được như vậy? Thì mẹ bảo, đợi bố là đợi điều tốt đẹp nhất lúc bây giờ. Bây giờ cũng thế. Bây giờ cũng có bao nhiêu người chờ đợi chứ bố. Bố biết. Tuy vậy, không phải chờ đợi vẫn hơn con ạ. Bố ơi, bố cho con hỏi một điều nhá. Ừ. Sao bố không... Không gì hả con? Bố biết điều con muốn hỏi rồi. Bố cứ giả vờ. Bố cảm ơn con. Nhưng chắc con cũng không muốn có người mẹ kế sẽ phải chờ đợi. Như mẹ con đã đợi bố 11 năm trời. Không, tất nhiên là không. Nhưng ngày xưa khác, bây giờ khác chứ bố. Đã có khác. Nhưng bây giờ vẫn còn chiến tranh con. Thả hồn đi đâu đấy? Lên bảng. Em hãy phân tích một đoạn thơ mà em thích nhất về hình ảnh anh giải phóng quân trong thơ ca chống Mỹ. Dễ quá. Ngon lắm. Tao thuộc rồi. Hoan hô anh giải phóng quân, kính hay chào là... anh. Kìa, cô giáo nhìn kìa.
Thưa cô, em xin đọc đoạn thơ ấy. Chưa một ngày sắp ngả sang đông, thu bỗng nắng vàng lên rực rỡ. Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa. Chồng của cô sắp sửa đi xa, cùng đi với nhiều đồng chí nữa. Chiếc áo đỏ rực như than lửa, cháy không nguôi trước cảnh chia ly. Em có hiểu câu hỏi đó không? Dạ, thưa cô có ạ. Thưa cô, em hiểu câu hỏi của cô là đoạn thơ rung cảm nhất à? Vậy thì anh Giải Phong Quân của em ở đâu? Si tình rồi. Im đi, một việc. Thưa cô, anh Giải Phóng Quân có trong cảnh trong người ở đoạn thơ này ạ? Em nói cụ thể hơn xem nào. Cái cụ thể của thơ, thưa cô, là cái tình. Ở đây, cái tình rực như than lửa. Dạ, thưa cô, ở đây là tình yêu của cô gái với chồng là người chiến sĩ Giải Phóng Quân. Dạ, đang cháy không nguôi trước cảnh chia ly đầy xúc động ạ. Em An có thể sẽ trở thành một thi sĩ hay là một nhà phê bình văn học, nhưng đó là trong tương lai. Còn hôm nay, trước câu hỏi của tôi, cả lớp còn nhớ câu hỏi đó không? Dạ, dạ có. Nhớ có. À. Có. Tôi cho em 3 điểm. Hàng cây xanh và chiếc nón kia không giấu nổi tình yêu cô rực cháy, không che được nước mắt cô đã chảy. Những giọt long lanh, nóng bỏng, sáng ngời. Cây si xanh gọi họ đến ngồi, trong bóng dợp của mình nói tới ngày mai. Ngày mai sẽ là ngày sum họp, đã tỏa sáng những tâm hồn cao đẹp. Nắng vẫn còn ngời trên những mắt lá si, và người chồng ấy đã ra đi. Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế, cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhẹ nhẹ. Gió nói tôi nghe những tiếng thì thào, khi tổ quốc cần họ biết sống xa nhau. Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy, cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy, sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người, sẽ là ánh lửa hồng trên bếp một làng xa giữa đêm gió rét. Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi như không hề có cuộc chia ly. Thank you.
việc gì mà cô dọn nhà thế này? An, cô vừa nhận được thư của Thái. Thảo nào, ngồi trong lớp cháu cứ hắt hơi. Đây này, Thái nó gặp chú ở trong ấy đấy. Đã 2 năm nay, cô không nhận được một dòng tin nào của chú. Nhiều khi cô cứ nghĩ, nói không phải, hay có chuyện gì. Tính chú lười viết thư lắm cháu ạ. Cô cứ nghĩ quẩn, ngày trước bố cháu cũng thế. Ai đời, hàng năm không viết thư về cho mẹ cháu. Các cụ chẳng tâm lý chút nào. Chú cứ đi biệt, cô cũng quen dần đi. Nhưng mỗi lần nhận được tin về chú, cô lại có cảm giác là mình không thể chờ hơn được nữa. Mẹ cháu đã qua, cô đang qua. Mong sao cho các cháu không bao giờ phải trải qua cảnh này. Nếu bây giờ đột nhiên chú về cô nhỉ? Thì cô cháu mình đang dọn nhà để đón chú chứ sao? Cô có lọ hoa đẹp quá. Để cháu kiếm mấy bông thực dược thật đẹp cô nhá. Tiền đâu mà mua hoa, bày vẽ làm gì cháu? Bên nhà cháu bao nhiêu là hoa. Mà có khi cô cháu mình làm thế này, chú nóng ruột lại về thật đấy. Ôi, con gái ơi. À thôi, ra ngoài này giúp cô một tay đi cháu. Mẹ cháu mất lâu rồi, mà sao bố cháu? Dạ, cháu cũng chẳng biết làm thế nào. Đã có lần bố cháu nói xa xôi rằng cái cảnh gì ghẻ con chồng có thể mang lại nhiều điều ngang trái. Cũng còn tùy cháu ạ. Mọi sự hàn gắn đều cốt ở lòng người. Nhưng đúng là mỗi nhà một cảnh. Thái nó cứ trách cô, sao không cho nó một đứa em. Cô cũng muốn sinh thêm những đứa con, nhưng biết làm thế nào. Anh Thái hiện ở đâu hả cô? Ở chiến trường B. Hình như gần đây đơn vị nó chuyển sang chiến trường C hay sao ấy. Cô ơi, C là vùng nào ạ? C là bên nước bạn. Chú chiến đấu mười mấy năm nay ở chiến trường Lào. Thái viết thư là có gặp chú. Cô cứ đoán ra vậy thôi. Cô đã viết thư cho Thái, kể chuyện về cháu rồi đấy. Có gì mà cô phải kể ạ? Anh ấy biết cháu là ai. Lúc nào cô đưa địa chỉ của Thái, cháu viết thư cho nó. Cho nó tin mà. Nhận được thư của cháu, chắc nó mừng lắm đấy. Vâng, cháu viết cũng được. Nhưng nhỡ anh ấy cười cho. Cười gì? Cái thằng thì lúc nào nó chả cười.
An này, làm bài tập toán chưa? Bài đại khó bỏ mẹ, tớ chịu đấy. Làm cái gì trong mắt gian thế? Đưa xem nào. Có gì đâu mà cậu xem, buông ra. Không, buông ra, buông, cứ xem đấy. Cậu không biết xấu hổ à? Xin lỗi. Bây giờ tớ mới hiểu. Cậu hiểu cái gì? Còn hiểu cái gì nữa? Thì ra tớ đã mù quáng bảo vệ cậu. Cậu hối hận lắm à? Việc như vậy sao An lại giấu mình? Có gì đâu mà phải giấu. Mình viết thư cho anh Thái mà. Thái nào? Thái con cô Thu ấy. Thế mà tớ cứ tưởng. Tưởng gì? Tớ tưởng cậu với Hải lớp mình chứ còn tưởng gì nữa. Cậu cứ như trên trời rơi xuống ấy. Cả trường đồn ầm lên là cậu yêu đương lăng nhăng. Chi đoàn sắp họp để kiểm điểm cậu, không khéo Hải cũng bị phê bình lây. Hải thì liên quan gì đến đây? Tớ biết đâu đấy. Cậu vô trách nhiệm lắm. Sai lầm của An là đã bước vào yêu đương quá sớm, làm ảnh hưởng đến tinh thần học tập. Tôi đề nghị chi đoàn thảo luận và rút ra kinh nghiệm chung để đề phòng. Đề nghị các bạn phát biểu đi. Bạn Mai Hương, với tư cách là lớp trưởng, đề nghị bạn phát biểu trước. Chúng ta đều biết, yêu đương làm phân tán việc học tập. Tuổi của chúng ta chưa phải là tuổi yêu, mà là tuổi phấn đấu. Các bạn thử nghĩ xem, chi đoàn ta đã đăng ký học thêm 5 tiếng ở nhà. Nếu dính đến chuyện yêu đương, ắt sẽ không tránh khỏi chuyện công viên bờ bụi. Thì còn học hành cái gì nữa? Tôi đề nghị bạn An nên nghiêm khắc với mình. Xin hết. Tôi mời bạn Hải. Sao bạn Mai Hương lại có thể đồng nhất tình yêu với những chuyện bụi bờ? Tôi không đồng ý. Theo tôi, nếu là tình yêu chân chính, thì ở lứa tuổi chúng ta, cũng như bất cứ lứa tuổi nào khác, đều có tác động tích cực. Nó giúp cho con người. Vâng, nó chỉ giúp cho con người hướng tới những điều tốt đẹp hơn mà thôi. Yêu cầu trật tự. Chúng ta không thảo luận về tình yêu mà đang kiểm điểm bạn An. Bạn Hải trích dẫn từ sách vừa nào những câu cuối. Yêu ở tuổi chúng ta là sai. Chẳng những thế, bạn An còn gây ra những cuộc trụng đầu trò chuyện, bàn tán xì xào về chuyện yêu đương của bạn ấy, tạo nên một không khí tôi có thể nói là làm vần đục trong nhà trường xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Mời bạn Tuấn. Tôi xin góp ý kiến về cách cư xử của bạn An. Chẳng hạn, tôi thấy An cứ đùa cợt để các bạn trai kéo theo sau lãng nhãng mỗi khi tan học như một cái đuôi. Như thế rất xấu. Ai bảo theo người ta làm gì? Trong cái đuôi ấy luôn luôn có cậu. Nghe chưa? Trật tự, trật tự nào. Xin mời cô. Trước hết, cô phê bình các em là đã không giữ trật tự. Điều cần thiết của bất cứ cuộc họp nào là người nói phải có người nghe. Hơn nữa, đây là cuộc họp chi đoàn. Các em ạ, yêu đương ở tuổi học trò không phải là điều tốt. Chúng ta cần lưu ý đến những điều em Hải vừa nói. Đó không phải là quan điểm của chúng ta.
Em An, em nên thành khẩn kiểm điểm việc này. Em ngồi xuống và đừng vội thanh minh. Em hãy suy nghĩ về những điều các bạn vừa nói. Cô và các bạn đều vì em mà mong em thành khẩn tự kiểm điểm. Sao bạn Mai Hương lại có thể đồng nhất tình yêu với những chuyện bụi bờ? Tôi không đồng ý. Chúng ta cần lưu ý đến những điều em Hải vừa nói. Đó không phải là quan điểm của chúng ta. Nếu là tình yêu, em xin cô đừng cấm. Không ai cấm được tình yêu. Em chỉ sợ khi con người không còn yêu nhau được nữa. Nếu là tình yêu chân chính thì nó chỉ giúp con người hướng tới những điều tốt đẹp hơn thôi. Tại sao bạn lại có thể ghép vào tình yêu những quan hệ âm dương nhăng nhít, lại đồng nhất tình yêu với chuyện bụi bờ? Các người đừng dung tục hóa tình yêu. Các người nhầm lẫn. Vâng, tôi yêu anh ấy, có gì mà phải giấu các người? Người ta thì ở ngoài mặt trận ấy, còn các người cứ túm tụm nhau ở đây mà lý sự những điều vớ vẩn. Tôi làm sao mà các người kiểm điểm? Hãy vứt bỏ những từ ngữ xa lạ với tình yêu ấy đi. Đừng con. Khẽ nào. Nào. Nếu chuyện không đến nỗi bí mật lắm, con hãy kể đầu đuôi cho bố nghe một chút. Chẳng có chuyện gì đâu bố ạ. Con không biết nói dối đâu. Với lại ít nhiều bố cũng đã hiểu. Bố chỉ muốn biết bạn bè của con là những ai. Thế thôi. Đấy là một người bạn mà con quen đã lâu rồi. Cậu ta ở đâu? Anh ấy ở chiến trường B bố ạ. Điều đó thì bố rõ rồi. Nhưng bố muốn biết bạn bè con là con cái nhà ai. Điều đó thì có gì là khó nói lắm đâu nhỉ. Nếu mẹ con còn thì chắc con sẽ kể hết với mẹ con. Nhưng có lẽ nào bố lại không đủ tư cách đứng trước hương hồn của mẹ con để nghe con trò chuyện. Đấy là anh Thái, con của Thu. Bố ạ. Thế đấy. Chả trách con mê cô Thu đến nỗi bố phải phát ghen. Nhưng con chưa hiểu hết bố. Bố không phản đối chuyện đó lắm như con tưởng đâu. Nhưng bố phải biết, để bố giúp con những điều con chưa hiểu hết. Bố đừng lo, con cũng chẳng còn bé nữa. Con tưởng tuổi 17 là lớn lắm rồi chắc. Con vẫn còn đang ở tuổi của những chuyện cổ tích thôi. Mà chuyện cổ tích thì rất cần. Nhưng không giống. Không phải là cuộc đời con nữa.
Nhưng con chẳng thấy có gì là phức tạp cả. Phải. Đối với con, mọi sự đều có thể rất giản đơn. Không, chúng con không đơn giản như bố tưởng đâu. Các ông già là chúa hay coi thường trẻ con đấy bố ạ. Này, đừng cãi vội. Rồi 1 năm, 2 năm, con sẽ hiểu hơn. Hôm nào dẫn bố đến thăm cô Thu nhé. Con đừng lo, bố chỉ muốn thăm hỏi một chút thôi. Con ăn bao nhiêu cơm nhà cô ấy, cũng phải để cho bố đến cảm ơn một câu chứ. Chào An. Chào An. Mình tìm nhà An mãi, số nhà lung tung thật đấy. Bên trái là 35A, bên phải lại 35B, chẳng biết đường nào mà lần cả. Có chuyện gì thế? À, về chuyện của An ấy mà. Tớ chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả. Đại loại là mình đến để xin lỗi. Xin lỗi? Cậu mà cũng biết xin lỗi à? Tất cả mọi sự đều do mồm cậu mà ra. Thế mà lại còn... An bình tĩnh. Thì có thế tôi mới đến đây chứ. Tuấn đã cố gắng. Có nghĩa là Tuấn đã đến nhà cô giáo chủ nhiệm. Để mách à? Để thanh minh chứ. Tuấn nói rằng An chẳng có người yêu nào cả. Tất cả đều là do Tuấn đoán mò ra thôi. Đồ ngốc. Cái gì? Thế tớ có người yêu thật thì sao? Ai khiến cậu thanh minh hộ? Ai đấy? Ai thì hỏi làm gì? Tất nhiên không phải trong đám các cậu. Già thế đấy. Ôi. Chào đại ca. Sao? Công cốc rồi, đại ca ơi. Cái gì? Tớ vừa nhà nàng về xong. Này, tớ nói để cho cậu biết nhé. Không đến phần của cậu đâu. Cậu làm bèm cái gì thế? Có gì đâu. Đại ca cứ việc yêu thầm nhớ trộm. Ô cửa sổ bên kia đã khép chặt lại rồi. Việc đó thì liên quan gì đến cậu? Liều liệu mà đi cho mau. Đừng làm tớ cáu. Thôi, đừng nổi giận. Ôi cây si của tôi. Thì ra, chuyện ái tình cho đến muôn năm vẫn là thứ bi hài lẫn lộn. Thôi đi. Thì thôi vậy. Tớ đến để báo cho cậu biết rằng lớp tổ chức ăn bánh tôm, bơi thuyền Hồ Tây để tiễn cánh mình lên đường nhập ngũ đấy. Ai sáng tác ra cái trò này đấy? Được lắm. Soạn tích là ta, mà dựng tuồng cũng sẽ là ta. Đừng có mà bốc, lại bọn con gái bày trò hả? Cũng có thể. Nhưng ở đây có một ẩn số cần phải tìm. Biết đâu nàng lại chả tìm cớ để chia tay với... À, với bọn mình. Tuấn này, mình không tin điều đó lắm. Có lẽ An đã có người yêu. Đã bao giờ An đi chơi như thế kia chưa? Chưa. Ban ngày ngồi thế này ngượng chết. Cứ nói chuyện nghiêm chỉnh có gì phải ngượng? Gớm. Đã ra công viên còn đòi nghiêm chỉnh. Qua đi, qua rồi. Này, các cậu đi công viên hay là đi chợ đi à? Chúng con xin nghiêm chỉnh ạ.
không nghiêm chỉnh thì định làm loạn à? Sang bên kia gửi xe rồi đi đâu thì đi. Hey, các cậu ơi, đã lấy được vé đi thuyền đây rồi. Tất cả đủ cả chưa? Sẵn sàng đi nhá. Cái đuôi đâu? Cái đuôi đủ chưa? Cái đầu đâu? Khoan đã nào. Theo đúng chương trình, chúng ta sẽ chụp một kiểu ảnh lưu niệm. Đi không nào? Thử ảnh. Kìa, tôi hỏi, cái thử ảnh đã có chưa? Có người gọi rồi. Kia kia. Chào các bạn trẻ. Xin hỏi các bạn trẻ, các bạn chụp ảnh làm gì? Dạ thưa bác, chúng cháu chụp ảnh tặng các bạn nhập ngũ đợt này đấy ạ. À thế hả? Dạ vâng ạ. Một tấm ảnh của kẻ ở người đi. Thế bây giờ các bạn định chọn phong cảnh nào cho thật Hà Nội? Ta chọn cảnh này. Cảnh này không đặc trưng cho Hà Nội. Đây đây đây. Bố chụp trước cho cảnh này nhá. Cô này. Cô này là tướng. Nào nào, xin mời các bạn Hải, Tuấn, Liên, Trương đứng vào vị trí trung tâm đi nào. Tớ đề nghị là đôi nào xếp vào đôi đấy nhá. Ôi cậu không vào đi. Sao các bạn tách cái mình sớm thế? Cứ để đứng như bình thường. Cười. Nào, chúng ta bắt đầu trò chơi muôn thuở nào. Nào, hai, ba nào. Không đùa nữa đâu, hết ngã rồi. Chạy đi đâu, chạy đi đâu cho thoát. Chạy đi Hải ơi, nhanh lên. Mỗi lần ra Hồ Tây, chắc An nhớ anh ấy lắm. Nhớ chứ. Thế An có hay viết thư cho anh ấy không? Có. Mà thế nào An cũng kể chuyện bơi thuyền này mới được. Anh sẽ không tin đâu. Sao lại không? Người đi chiến đấu, bao giờ cũng mong người ở nhà vui vẻ, hạnh phúc chứ. Miễn là lúc nào An cũng nghĩ đến anh ấy. Ai nhớ mà lại đi chơi thế này? Thế nhớ lại không được đi chơi à? Nhưng sao Hải thấy An cứ đùa cợt thế nào ấy? Đùa cợt à? Hải đừng nói chuyện ấy nữa. Tuần sau Hải lên đường rồi. Hải có viết thư về cho các bạn, cho An không? Hoàn cảnh của người lính cũng khó mà nói trước. Hải chỉ sợ An và các bạn quên Hải thôi. Làm sao quên được những người ra đi trong tháng năm này. An ơi! An!
này. Làm gì mà cuống lên thế? Lại chả cuống à? Mở đài nghe tin chiến thắng Buôn Mê Thuột. Kìa, cắm điện vào đã chứ. Lỡm ạ. Chán quá, hết bản tin mất rồi. Chả trách bọn Hải Tuấn lên đường sớm thế. Ai người ta đưa tân binh vào những mặt trận ấy? Quân và dân Đắk Lắk đã làm chủ hoàn toàn thị xã Buôn Ma Thuột. Im xem nào. Bộ máy kìm kẹp và lực lượng quân sự của địch nhanh chóng sụp đổ. Còi giải phóng tung bay giữa bầu trời cao nguyên lộng gió. Xong rồi, giải phóng rồi An ơi. Chiến thắng rồi An ơi. Hòa bình rồi, hòa bình thật rồi An ơi. Có lẽ nào. Thôi đi bà cụ non ạ. 30 năm rồi còn chưa kết thúc thì đến bao giờ? Điều quan trọng là anh Thái Đảng ấy hiện giờ ở đâu? Lúc nào cô đưa địa chỉ của Thái? Cháu viết thư cho nó. Vâng. Cháu viết cũng được. Nhưng nhỡ anh ấy cười cho. Cười gì? Cái thằng thì lúc nào nó chả cười. Nửa thế kỷ đấu tranh hy sinh xương máu, chúng ta đã toàn thắng. Các em ạ, cô tin rằng xương máu của cha anh ta, sự hy sinh đến tột cùng của cả dân tộc sẽ không bao giờ bị phụ. Chúng ta sẽ vĩnh viễn sống trong một kỷ nguyên độc lập tự do. Dưới con mắt của người mẹ, hình ảnh về một người con gái
thường là khách quan hơn. Nếu điều đó đúng thì An là một cô gái tuyệt vời. Cảm ơn An, cảm ơn mẹ đã cho anh sống trong những chuyện cổ tích thần tiên. Nhưng có chuyện cổ tích nào lại không có một mảnh cuộc đời trong đó, phải không An? Đối với anh, những chuyện ở mặt trận không kể được bằng lời. Bom đạn ư, máu xương ư, điều đó đã đành. Chiến công ư, thôi, hãy dành phần việc này cho những nhà thơ khi tiếng súng lặng rồi. Còn với anh, khi tiếng súng đã lặng rồi thì chỉ còn có mẹ. Bố anh không còn nữa, vì lẽ đó anh đã ra đi. Anh cảm thấy mình không có lỗi trước hương hồn cha, nhưng đã có tội trước cuộc đời của mẹ. Bởi anh không đủ can đảm để tin rằng mẹ sẽ qua nổi nỗi đau ghê gớm ấy. Anh khao khát một ngày về để nói tất cả với mẹ anh, để giọt nước mắt lúc bấy giờ của mẹ không chỉ nặng khổ đau. An ơi, anh lãng mạn quá. Hay anh đang làm đẹp nghĩa vụ của một đứa con trong những tháng năm này? Những tháng năm không ai có quyền thờ ơ ích kỷ. Mẹ ơi! Mẹ! Anh khao khát một ngày về để nói tất cả với mẹ anh, để giọt nước mắt lúc bấy giờ của mẹ. Phải chấp nhận con đã. Chỉ tiếc là các con đã hiểu biết về chiến tranh với giá quá đắt và quá sớm. Không, đó cũng là những mảnh cuộc đời trong mối chuyện cổ tích của lứa tuổi các con. Đừng khóc. Tôi không dám nhìn gương mặt con lúc này. Mình chị ạ, cho phép tôi thay mặt các em trong lớp 10B, nơi mà trước đây 5 năm liệt sĩ Trần Đình Thái đã học và bây giờ An đang học, xin... Cảm ơn chị. Cảm ơn các cháu. Cầu mong chiến tranh sẽ không bao giờ tái diễn trên đất nước này. Dù với chị, sự cầu mong đó đã quá muộn màng. Hòa bình sẽ chẳng muộn màng với bất cứ ai chị ạ. Phải không các cháu? Chào chị Thu. Chào cô. Chào. Chào các cháu. Cháu chào bác ạ. Chào bác ạ. Cháu chào bác ạ.
chị. Xin phép chị. Vâng. Cô về nhé. Cảm ơn chị. Cảm ơn các cháu. Cháu chào cô, cháu về. Cháu chào cô, cháu về. Về ăn nhé. Anh ở đây ăn với chúng tôi bữa cơm anh Bình ạ. Cảm ơn chị. Trong những ngày này tôi xin gửi cháu ở đây. Vài hôm nữa tôi lại phải đi công tác xa. Anh còn đi đâu lúc này? Người lính còn nhiều việc phải làm lắm chị ạ. Anh xây nước. Quả thật không ngờ tôi phải đón tin chiến thắng của dân tộc bằng nỗi đau này. Thế đấy, nền độc lập của chúng ta phải trả bằng bao nhiêu xương máu, nhưng dù sao cũng đã trả được. Phải không chị? Bây giờ tôi chỉ còn biết chờ anh ấy. Tôi chờ đợi hơn 20 năm rồi, anh Bình ạ. Hải đã gặp An chưa? Nó hẹn hôm nay về mà đến giờ vẫn chưa thấy. Chắc lại họp hành gì đây? Uống nước đi cháu. Vâng ạ. Sao không viết thư cho nó để nó mong? An mà mong thư cháu á? Mẹ ơi, con bận họp nên bây giờ... Hải về bao giờ thế? Hải mới về hôm qua. Trông An dạo này khác quá. Hải cũng chẳng giống ngày xưa nữa. Thôi, lớn cả rồi đấy. Để tôi đi làm cơm, muộn quá rồi. Mẹ để con làm cơm cho, mẹ tiếp khách hộ con. Đừng có ngúng quẩy, nó sắp đi xa rồi đấy. Đi thì đi, kệ người ta chứ. Chắc Hải giận An lắm phải không? Không. Không giận đâu.
Nhưng mà Hải thấy An cứ thế nào ấy. Thế nào là thế nào? An không hiểu. Hình như anh Thái vẫn còn... Hải đừng nói. Đừng nói thì hơn. Hải trông kìa, cứ như trong cổ tích ý. Thật ra Hải chỉ muốn biết rõ ràng hơn để cho An được thanh thản. An đã yêu anh ấy. Tất cả những gì xảy ra đều có thật, Hải ạ. Tại sao Hải lại phải tìm đến một sự thật nào khác? Tất cả những gì của thời ấy đối với An quý giá biết bao. An đã hạnh phúc, đã mơ ước, và An muốn giữ nguyên niềm hạnh phúc ấy. Cũng có thể đó chỉ là những câu chuyện cổ tích. Mà chuyện cổ tích là một sự thật hoàn hảo, chỉ có thể có được bằng mơ ước. Loài người đã trao cho nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác những mơ ước đẹp đẽ trong những câu chuyện ấy. Hải không hiểu. Không hiểu đâu. Chúc An hạnh phúc với những câu chuyện cổ tích của mình. An đừng sợ. Hải sẽ không sửa đổi gì câu chuyện cổ tích của An nữa đâu. Không. Hải hiểu đấy. Hải. Ơi, con thật ngốc. Hải nó nói đúng đấy. Tuổi 17 và những chuyện cổ tích của con đã qua rồi. Hãy trân trọng những gì nó có thể mang lại cho con. Nó là Thái hôm nay của con đấy. Hãy giữ lấy cho con. Và cho mẹ nữa. Và những chuyện cổ tích của con đã qua rồi. Hãy trân trọng những gì nó có thể mang lại cho con. Nó là Thái hôm nay của con đấy. Hãy giữ lấy cho con. Và cho mẹ nữa. Gió reo
gặp nhau chưa một lần, dù hẹn nhau chưa một lời, mà tình thương nơi nhớ đã cháy cho từng cơn mơ. Như nắng xuân bao la cho hoa nụ cười, như lửa dâng trong tim hơi ấm dưới lòng người. Chia ly đã ghi thành tương đá, bao giờ